Bạn đã biết được bao nhiêu ký hiệu trong các loại đất? Phần 3. Ký hiệu các loại đất phi nông nghiệp. 1. ONT. Đất ở nông thôn là loại đất mà người sở hữu sẽ có quyền được sử dụng xây dựng nhà ở, ao, vườn, chuồng trại, các công trình phục vụ đời sống. Bên cạnh đó, trong trường hợp chưa xây dựng thì còn có quyền trồng cây hoặc các loại hoa màu. 2. ODT. Đất ở đô thị là loại đất dùng để xây nhà ở, công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt và tổng diện tích phải nằm trong các khu đô thị nội, ngoại thành thuộc thành phố, nội, ngoại thị thuộc thị xã, thị trấn. 3. TCS. Đất xây dựng trụ sở cơ quan là đất sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở hoặc văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. 4. DTS. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là đất xây dựng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước, trụ sở tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, ngoại trừ các cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, dịch vụ xã hội. Đón xem các loại đất phi nông nghiệp tiếp theo tại phần 4. Vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.